Giờ hết nổi rồi nè mọi người ơi, tôi là quá chừng rồi đó, thấy lỗi mình ơi, giờ nè quá chừng rồi. Hello, chào mọi người, bây giờ là 5 giờ sáng rồi mọi người ơi, và tới giờ ăn của mấy em nữa nè. Đây là cái thức ăn mà mình đã trộn sẵn rồi, và cái hành bên đây thì mình cũng thay nước rồi nè. Bây giờ mọi người thấy nó đói nè, bơi khắp chuồng luôn mọi người ơi. Mới 5 giờ sáng cho nên là quay nó không bị sáng nha mọi người. Đây mấy em nó đói bụng nó đóng rồi, còn chờ chuồng bên đây đang thay nữa nên mới cho ăn luôn. Mẹ thấy là nó bơi ra ngoài nè, cái bé bữa nay là được 6 tháng rồi mọi người. Giờ lợi cũng muốn đầy chuồng rồi. Nó cái bụng nó quằn lắm mọi người ơi, mà nó quằn chừng nào thì mình vui chừng nấy. Chờ một xíu nữa thôi, xíu nữa là tới giờ ăn rồi. Thì hôm nay mình đang cấp nước vô đang đầy rồi, để cho nó đẩy xíu nữa là bắt đầu rồi, cho hai chị ăn. Mỗi người ăn một thao như vậy, hai chuồng là hai thao.